Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính như sau. Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, bền vững và hội nhập. Hội đồng đội tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác đội. Tỉnh Lai Châu đã tập trung các giải pháp gỡ khó để chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho hai môn học tiếng Anh và tin học trước năm học mới. Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam 2022 tại Lai Châu, TechFest Việt Nam 2022. Với chủ đề nắm chắc thời cơ, vượt qua thách thức, khát vọng vươn xa, Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam 2022 diễn ra tại tỉnh Lai Châu nhằm kiến tạo và thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tỉnh Lai Châu, phát huy các tiềm năng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Ngày hội được tổ chức trong 2 ngày, 28 và 29 tháng 8. Các hoạt động chính được diễn ra như lễ khai mạc, phiên diễn đàn chính sách, hành lang khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và cơ hội phát triển, các phiên chuyên đề và kết nối đầu tư về các nội dung phát triển du lịch cộng đồng gắn với Metaverse, ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong phát triển lĩnh vực nông nghiệp dược liệu, công nghệ gắn với phát triển xanh và bền vững, diễn đàn tuổi trẻ Lai Châu hưởng ứng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Cùng với đó, ngày hội cũng dự kiến có 50 gian hàng trình diễn công nghệ, trưng bày giới thiệu các dự án ý tưởng, sản phẩm khoa học và công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, công nghiệp OCOP và sản phẩm tiêu biểu khác của tỉnh và các địa phương. Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam 2022 tại Lai Châu, TechFest Việt Nam 2022, nắm chắc thời cơ, vượt qua thách thức, khát vọng vươn xa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng 20 tháng 8, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, bền vững và hội nhập. Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, đại diện lãnh đạo một số bộ ban ngành đoàn thể Trung ương. Tại điểm cầu tỉnh Lai Châu, dự hội nghị có đồng chí Trần Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể tỉnh. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Trung ương tới các điểm cầu tỉnh, thành phố trong cả nước. Tại hội nghị, đại diện Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã báo cáo tình hình thị trường lao động và một số giải pháp trọng tâm nhằm phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, bền vững và hội nhập. Giai đoạn 2016-2020, cả nước hỗ trợ tạo, duy trì và mở rộng việc làm cho 728.939 lao động. Năm 2021, doanh số cho vay đạt 10.043,824 tỷ đồng, góp phần hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 308.410 người lao động. 6 tháng đầu năm nay, doanh số cho vay đạt 13.112,135 tỷ đồng. Thông qua nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm, nhiều lao động nông thôn, lao động nữ, lao động yếu thế đã được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho bản thân và cộng đồng. Hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Hiện nay, có trên 600.000 người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, đang làm việc tại 40 quốc gia và vùng lãnh thổ với thu nhập ổn định, gửi về nước lượng kiều hối lớn, khoảng 3,5 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Từ năm 2021 đến nay, thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động theo các nghị quyết số 68, số 116 của Chính phủ, Trung ương và các địa phương đã dành tổng kinh phí hơn 82.000 tỷ đồng, thực hiện các chính sách hỗ trợ gần 728.500 lượt người sử dụng lao động và trên 49,7 triệu lượt người lao động và các đối tượng khác. Tính đến ngày 19 tháng 8 năm 2022, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện tại 60 trên 63 địa phương đã tiếp nhận hồ sơ của 93.000 lượt doanh nghiệp với hơn 4 triệu lượt lao động với kinh phí đề nghị hỗ trợ gần 3.000 tỷ đồng. Hiện nay, các địa phương đang tích cực đẩy nhanh tiến độ thẩm định, phê duyệt, giải ngân. Hiện nay, thị trường lao động Việt Nam đang phục hồi tương đối nhanh với mức tăng khá cả trong lực lượng lao động và việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tích cực. Chất lượng việc làm được cải thiện, thu nhập bình quân tháng của người lao động tăng, tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm được cải thiện. Lực lượng lao động 6 tháng đầu năm nay là 51,4 triệu người, tăng 400.000 người so với cùng kỳ năm trước.
lao động có việc làm 6 tháng đầu năm nay là 50,288 triệu người, tăng 417.000 người so với cùng kỳ năm trước, cho thấy tín hiệu phục hồi nhanh của thị trường lao động sau đại dịch COVID-19. Thu nhập bình quân của lao động 6 tháng đầu năm là 6,5 triệu đồng, tăng 326.000 đồng, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu, các công ty doanh nghiệp trong và ngoài nước và các địa phương tập trung vào các vấn đề như kinh nghiệm trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải đáp ứng phó với tình hình trong nước, quốc tế, các khuyến nghị, chính sách đối với thị trường lao động tại Việt Nam. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển thị trường lao động hiện đại, linh hoạt và hội nhập, tạo việc làm có năng suất cao và bền vững là một trong những nội dung quan trọng đã được xác định trong văn kiện Đại hội 13 của Đảng. Do đó, Thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương cần tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về thị trường lao động, việc làm cho người lao động. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách theo hướng linh hoạt, hiệu quả, nội lực hóa, cụ thể hóa các chỉ tiêu của Việt Nam và quốc tế về thị trường lao động, việc làm. Đẩy mạnh hơn nữa hệ thống đào tạo nghề cho người lao động, nắm bắt nhu cầu thị trường, đảm bảo đi đúng hướng, hiệu quả, tập trung vào những lĩnh vực như chuyển đổi số, năng lượng xanh. Nâng cao chất lượng nguồn lao động, xây dựng thị trường lao động hiện đại, minh bạch, tạo điều kiện cho người lao động, doanh nghiệp tiếp cận thông tin về thị trường việc làm, nguồn cung cầu lao động. Quan tâm đến dịch chuyển lao động, đảm bảo cung cầu hợp lý, đẩy mạnh liên kết thị trường lao động trong và ngoài nước. Tạo việc làm cho lao động nông thôn, miền núi, vùng sâu vùng xa. Đổi mới công tác đào tạo nhân lực, lao động, huy động nguồn lực cho phát triển nguồn nhân lực, tăng tính hội nhập, năng động, sáng tạo cho người lao động. Phát triển thị trường lao động theo hướng hiện đại, linh hoạt và hội nhập, tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nâng cao kỹ năng, đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn hiện nay. Sáng 20 tháng 8, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh, Hội đồng đội tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác đội cho đội ngũ cán bộ phụ trách đội năm 2022. Lớp tập huấn nghiệp vụ kỹ năng công tác đội và phong trào thiếu nhi năm 2022 dành cho đối tượng là giáo viên làm tổng phụ trách đội, chủ tịch hội đồng đội các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh. Tham gia lớp tập huấn, 240 học viên sẽ được tập huấn về nghi thức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, phương pháp dàn dựng, thực hành nhảy dân vũ, múa sân trường, đồng diễn cho thiếu nhi. Nội dung phương pháp triển khai, rèn luyện đội viên bằng hình thức trực tuyến. Kỹ năng thiết kế, tổ chức trò chơi, hoạt áo cho thiếu nhi, phương pháp tổ chức sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt sao nhi đồng, sinh hoạt chi đội theo chủ đề. Tại lễ khai mạc, ban tổ chức đã thông qua quyết định thành lập liên đội tạm thời với 8 liên đội, 240 học viên và trao cấp hiệu chỉ huy. Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kỹ năng công tác đội và phong trào thanh thiếu nhi được tổ chức nhằm bồi dưỡng và nâng cao kỹ năng nghiệp vụ công tác đội, chuẩn hóa nghi thức đội và điều lệ đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trong trường học, tạo cơ hội cho giáo viên làm tổng phụ trách đội, cán bộ phụ trách thiếu nhi được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng công tác đội ở từng địa phương đơn vị, xây dựng đội ngũ cán bộ phụ trách đội, cán bộ làm công tác thiếu nhi ở cơ sở thực sự vững mạnh. Thưa quý vị, thưa các bạn, sáng 20 tháng 8, Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Lai Châu tổ chức lễ khai trương văn phòng khu vực thành phố Lai Châu tại địa chỉ số nhà 50 đường Hoàng Diệu, tổ 18, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu. Văn phòng khu vực thành phố Lai Châu, Bảo Việt Lai Châu được thành lập sẽ là điểm giao dịch tin cậy và thuận tiện, góp phần đưa giải pháp tài chính, những giá trị nhân văn của Bảo hiểm Nhân Thọ đến gần hơn với người dân thành phố Lai Châu, đồng thời mang đến cuộc sống khỏe mạnh, mang lại nụ cười hạnh phúc và bình an cho các gia đình, khẳng định vững chắc vị thế dẫn đầu của thương hiệu bảo hiểm quốc gia, thương hiệu bảo hiểm của người Việt. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã tiến hành cắt băng khai trương ra mắt văn phòng khu vực thành phố, đồng thời tiến hành trao 15 suất học bổng xe đạp đến trường cho 15 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập tại các trường trên địa bàn thành phố Lai Châu. Trong tháng 7 năm 2022, các chi nhánh ngân hàng tỉnh Lai Châu tăng cường thực hiện các chủ trương của Chính phủ, chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động ngành ngân hàng năm 2022. Qua đó, tổng huy động vốn của các ngân hàng thương mại ước đạt 17.428 tỷ đồng, tăng 5,86% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nguồn vốn huy động tại địa phương dự ước đạt 8.841 tỷ đồng, chiếm 50,73% tổng nguồn vốn, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước.
tổng dư nợ ước đạt 16.663 tỷ đồng, tăng 5,58% so với cùng kỳ năm trước. Hiện nay, tổng diện tích cây ăn quả toàn tỉnh ước đạt trên 7.800 ha, giảm 692 ha so với cuối năm 2021. Nguyên nhân là do 755 ha, chủ yếu là chuối và một số diện tích chanh leo đã hết chu kỳ kinh doanh, tập trung ở huyện Phong Thổ với 707 ha, Tân Uyên 14 ha và Nậm Nhùn là 34 ha. Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng sản lượng các loại cây ăn quả ước đạt 40.100 tấn. Đặc biệt, nhiều diện tích nhờ được chăm sóc tốt đã cho năng suất ổn định, mang lại hiệu quả kinh tế và thu nhập cho người dân. Để đảm bảo kế hoạch trồng mới cây ăn quả năm 2022, một số địa phương đã làm đất ước đạt 118 ha, diện tích đã trồng ước đạt 63 ha, chủ yếu là cây chanh leo. Quý vị và các bạn thân mến, môn tiếng Anh và tin học là môn học bắt buộc đối với lớp 3 từ năm học 2022-2023. Trước tình trạng thiếu giáo viên và cơ sở vật chất, tỉnh Lai Châu đã tập trung các giải pháp gỡ khó để chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho hai môn học này trước năm học mới. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Năm học 2022-2023, toàn huyện Tân Uyên có 32 trường, 590 lớp ở cả 3 cấp học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Theo thống kê thì năm học này, toàn huyện thiếu khoảng 98 giáo viên, chủ yếu là giáo viên tiếng Anh và tin học ở 2 cấp tiểu học và trung học cơ sở. Trong đó tiếng Anh thiếu 15 giáo viên, tin học thiếu 9 giáo viên. Việc này ảnh hưởng không nhỏ tới công tác dạy và học của các trường trong năm học mới này. Trước mắt thì đối với giáo viên tiếng Anh và tin học của cấp tiểu học và trung học cơ sở thì bằng giáo dục đào tạo có phương án là môn tiếng Anh thì sẽ tổ chức dạy học trực tuyến với điểm cầu chính tại trường tiểu học số 1 thị trấn. Còn đối với môn tin học thì phương án là sẽ bố trí sắp xếp để một giáo viên có thể dạy ở 1 đến 2 đến 3 trường gần các cái trường gần nhau trong cùng một địa bàn. Dự kiến năm học 2022-2023, tỉnh Lai Châu có 344 trường, trong đó 112 trường có lớp tiểu học. Toàn tỉnh có 455 lớp với gần 12.000 học sinh học môn tiếng Anh và tin học bắt buộc. Lai Châu là địa phương còn nhiều khó khăn, cơ sở vật chất một số trường chưa đáp ứng được yêu cầu dạy và học. Đặc biệt, nhiều trường thiếu phòng học chức năng phục vụ môn tin học và tiếng Anh. Theo kết quả rà soát nhu cầu đầu tư mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tối thiểu, đảm bảo việc triển khai dạy học các môn tiếng Anh và tin học cấp tiểu học của Sở Giáo dục Đào tạo Lai Châu, toàn tỉnh có 34 phòng học tin học và 29 phòng học ngoại ngữ trên tổng số 112 trường có cấp tiểu học. Số phòng học còn thiếu là 175 phòng, 83 phòng tin, 92 phòng ngoại ngữ. Năm học 2022-2023, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Lai Châu thiếu 79 giáo viên tiếng Anh và 88 giáo viên môn tin học. Ngành giáo dục đào tạo đã chủ động chỉ đạo các đơn vị đa dạng các hình thức tổ chức dạy và học để làm sao vừa triển khai được chương trình, vừa khắc phục được tình trạng thiếu giáo viên. Trong đó thì một trong hình thức đó là việc tổ chức dạy học theo hướng trực tiếp kết hợp với trực tuyến và dạy theo hình thức liên trường. Như vậy là một giáo viên ở một thời điểm thì có thể tổ chức dạy học qua hình thức này thì có thể được dạy đến một số đơn vị thì cùng điều kiện. Thế và để thực hiện việc đó thì các đơn vị đã chủ động sử dụng những cái thiết bị hiện có để phục vụ cho việc dạy học này. Đó là việc trang bị hệ thống camera, hình ảnh, âm thanh để phục vụ cho việc và đường truyền để phục vụ cho việc tổ chức dạy học này. Để chuẩn bị cho việc tổ chức dạy học tin học tiếng Anh theo chương trình giáo dục phổ thông mới trong điều kiện thiếu giáo viên và cơ sở vật chất, Sở Giáo dục Đào tạo Lai Châu đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo cơ sở giáo dục rà soát mạng lưới trường lớp, qua đó đánh giá những khó khăn thiếu thốn để tham mưu sắp xếp tổ chức mạng lưới trường, điểm trường, lớp học phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục xây dựng kịp thời kế hoạch đầu tư, sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm bổ sung thiết bị, sách giáo khoa, tài liệu dạy học, đảm bảo đáp ứng các điều kiện tổ chức dạy học môn tiếng Anh và tin học theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo nội dung, chương trình kế hoạch, bảo đảm 100% giáo viên được bồi dưỡng về chương trình môn học và tập huấn sử dụng sách giáo khoa trước khi được phân công giảng dạy.
Thưa quý vị, thưa các bạn, trước nhận định của Bộ Y tế về bệnh đậu mùa khỉ có nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam là rất lớn, UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế theo dõi chặt chẽ và cập nhật thông tin diễn biến tình hình dịch bệnh, thực hiện các biện pháp giám sát, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập tại khu vực biên giới, đồng thời khẩn trương tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế các tuyến về giám sát các biện pháp phòng chống, chăm sóc, điều trị, phòng chống lây nhiễm bệnh đậu mùa khỉ theo hướng dẫn của Bộ Y tế, chuẩn bị sẵn sàng thuốc, trang thiết bị, nhân lực, kinh phí để triển khai các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả. Theo các chuyên gia y tế, biểu hiện của triệu chứng bệnh đậu mùa khỉ có thể khác nhau tùy thuộc vào từng giai đoạn bệnh, nhưng tương tự như bệnh đậu mùa. Bệnh đậu mùa khỉ có thể tự khỏi trong vòng từ 2 đến 3 tuần. Tuy nhiên, hay gặp tổn thương da toàn thân và có hạch to kéo dài từ 2 đến 3 tuần. Bệnh thường nặng ở trẻ em, phụ nữ có thai hoặc người suy giảm miễn dịch. Các biến chứng có thể gồm nhiễm trùng thứ phát, viêm phế quản phổi, nhiễm trùng huyết, viêm não và nhiễm trùng giác mạc kèm theo mất thị lực. Bệnh có tỷ lệ tử vong dao động từ 0 đến 11%. Cái dấu hiệu nhận biết của cái đậu mùa khỉ này thì bắt đầu thì cũng giống một số bệnh, cũng đau đầu, cũng có sốt đau đầu, nổi ban và về sau mấy ngày sau thì nổi mụn nước. Và thời gian ủ bệnh của nó thì cũng như một số bệnh truyền nhiễm khác, thời gian ủ bệnh có thể từ 5 đến 7 ngày. Ở một số đối tượng có nguy cơ cao như người già hoặc người có bệnh nền thì cái tỷ lệ mắc và nặng thì sẽ tăng hơn so với những người mà có sức đề kháng bình thường ở cái bệnh đậu mùa khỉ. Đậu mùa khỉ ở người lây truyền khi tiếp xúc trực tiếp gần, lây qua vết thương, dịch cơ thể, giọt bắn lớn của đường hô hấp và qua tiếp xúc với các vật dụng, đồ dùng bị nhiễm mầm bệnh. Theo đó, để chủ động phòng tránh căn bệnh này, các địa phương đã và đang đẩy mạnh truyền thông bằng nhiều hình thức tới người dân, cộng đồng về tình hình dịch bệnh và các biện pháp dự phòng bệnh đậu mùa khỉ theo khuyến cáo của Sở Y tế. Lưu ý khuyến cáo người dân chủ động khai báo với các cơ quan y tế khi có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh. Các cán bộ tuyên truyền thì em cũng chủ động phòng chống các bệnh, rửa chân tay sạch sẽ cho con trước và sau khi ăn. Khi mà có dấu hiệu bệnh thì em sẽ chủ động cho con lên trạm y tế hoặc là trung tâm y tế để kiểm tra, phát hiện sớm cho con. Nếu mà phát hiện sớm cho con thì sẽ chủ động để phòng chống được cho con ạ. Sở Y tế chủ trì phối hợp với các địa phương liên quan giám sát chặt chẽ ở tại cửa khẩu và tại cơ sở điều trị và cộng đồng để phát hiện sớm những ca bệnh, để tránh sự lây lan trong cộng đồng, đẩy mạnh công tác truyền thông, thông tin đại chúng để cho người dân nắm rõ, hiểu về các cái triệu chứng cũng như là các biện pháp phòng chống. Thực hiện khuyến cáo của Bộ Y tế, các địa phương đặc biệt lưu ý các trường hợp có tiền sử về từ vùng dịch, kịp thời phát hiện, truy vết, điều tra, quản lý ca bệnh và xử lý không để bệnh lây lan ra cộng đồng. Ngành y tế các địa phương cũng tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế các tuyến về giám sát bệnh, phòng chống lây nhiễm trong cơ sở y tế, công tác chăm sóc điều trị bệnh nhân đậu mùa khỉ để chủ động ngăn chặn dịch bệnh này. Thưa quý vị, nhằm chủ động phương án diễn tập khu vực phòng thủ, phòng chống khủng bố, thành phố Lai Châu, lực lượng công an thành phố đã phối hợp cùng với tiểu đoàn cảnh sát cơ động, cùng các phòng ban công an tỉnh xây dựng kịch bản không quản ngại nắng mưa, hàng ngày tập luyện tình huống đánh bắt đối tượng khủng bố, giải cứu con tin, giả phá bom mìn, cứu hộ cứu nạn. Trong diễn tập, với tình huống giả định là các đối tượng khủng bố được trang bị súng ngắn, súng tiểu liên AK, dao găm, lựu đạn, mìn tự chế lao vào tiền sảnh trung tâm trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố X. Chúng điên cuồng xả súng làm bị thương một nhân viên bảo vệ. Sau đó các đối tượng khủng bố khống chế, bắt cóc các đồng chí lãnh đạo, khống chế luôn lái xe và yêu cầu lái xe chạy theo chỉ đạo của chúng. Nhận mệnh lệnh của đồng chí giám đốc công an tỉnh, đồng chí trưởng công an thành phố chỉ huy các lực lượng nghiệp vụ, cảnh sát hình sự, cảnh sát quản lý hành chính, cảnh sát giao thông, lực lượng an ninh, đồng thời báo cáo đồng chí giám đốc công an tỉnh tăng cường lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát đặc nhiệm nhanh chóng triển khai phương án đánh bắt khủng bố, giải thoát an toàn cho các con tin. Để diễn tập tình huống trên, lực lượng công an thành phố đã huy động hàng trăm sĩ quan, chiến sĩ thuộc công an thành phố tham gia trong nhiều ngày liên tiếp với tinh thần tập luyện hăng say, chuẩn bị cho ngày diễn ra cuộc diễn tập phòng thủ thành phố. Chỉ đạo thì ban chỉ huy công an thành phố đã rất là quan tâm đến công tác diễn tập phòng thủ của công an thành phố. Nên là trong công tác chỉ đạo đã rất quyết liệt về cái
công tác chỉ huy tất cả anh em tham gia một cách đầy đủ, đảm bảo cái điều kiện an toàn nhất trong cái diễn tập. Và trong cái quá trình tập luyện thì các cán bộ chiến sĩ đã tham gia một cách đầy đủ, có trách nhiệm, an toàn trong công tác huấn luyện của do đơn vị PK02 chỉ huy. Lực lượng cảnh sát cơ động được xem là lực lượng chính tham gia cùng lực lượng công an thành phố trong công tác diễn tập. Đơn vị đã huy động toàn bộ lực lượng xây dựng kịch bản, tham gia diễn tập cùng lực lượng công an thành phố Lai Châu trong gần một tháng qua với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ mà cấp trên giao, đạt điểm cao nhất trong công tác diễn tập. Phía lực lượng cảnh sát cơ động thì đã tham mưu cho lãnh đạo đơn vị sắp xếp bố trí lực lượng con người và các phương tiện, các đồ dùng để tham gia tập luyện và hướng dẫn các anh em tập luyện các động tác từ dễ đến khó để hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao của đơn vị và của ban giám đốc cũng như của công an thành phố giao cho. Với việc xây dựng kịch bản cụ thể, chuẩn bị tốt diễn tập tình huống giả định trong công tác phòng chống khủng bố, giải cứu con tin, cứu hộ cứu nạn và sự hiệp đồng ăn ý trong công tác luyện tập giữa lực lượng công an thành phố và lực lượng cảnh sát cơ động công an tỉnh sẽ góp phần vào việc tổ chức thành công cuộc diễn tập phòng thủ và phòng chống khủng bố thành phố Lai Châu. Qua đây tạo nên khí thế sôi nổi trong toàn thành phố nhằm xây dựng vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Qua đó thể hiện quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong công tác đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương với vai trò nòng cốt từ lực lượng vũ trang. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mời quý vị và các bạn cùng đến với phần điểm các nội dung chính đã phát trong ngày. Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, bền vững và hội nhập. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các bộ ngành địa phương cần tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về thị trường lao động, việc làm cho người lao động, tiếp tục hoàn thiện thể chế chính sách theo hướng linh hoạt, hiệu quả, nội lực hóa, cụ thể hóa các tiêu chuẩn của Việt Nam và quốc tế về thị trường lao động, việc làm. Hội đồng đội tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác đội cho đội ngũ cán bộ phụ trách đội năm 2022. Tạo cơ hội cho giáo viên làm tổng phụ trách đội, cán bộ phụ trách thiếu nhi được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng công tác đội ở từng địa phương đơn vị, xây dựng đội ngũ cán bộ phụ trách đội, cán bộ làm công tác thiếu nhi ở cơ sở thực sự vững mạnh. Trước tình trạng thiếu giáo viên và cơ sở vật chất, tỉnh Lai Châu đã tập trung các giải pháp gỡ khó để chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho hai môn học tiếng Anh và tin học trước thềm năm học mới. Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, chỉ đạo cơ sở giáo dục, ra soát mạng lưới trường lớp, chỉ đạo các cơ sở giáo dục xây dựng kịp thời kế hoạch đầu tư sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm bổ sung thiết bị, sách giáo khoa, tài liệu dạy học, đảm bảo đáp ứng các điều kiện tổ chức dạy học môn tiếng Anh và tin học theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Vừa rồi là phần điểm các nội dung chính đã phát trong ngày. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.